Cảm ơn quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình và tiếp theo đây sẽ là những bản tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Phần tin thế giới tiếp theo của chúng tôi đến từ Nga, thưa quý vị. Các giới chức tại đây cho rằng phương Tây đã ngăn đường ống Nord Stream 1 hoạt động. Theo hãng thông tấn Reuters đưa tin, Mạc Tư Khoa cho rằng lệnh trừng phạt của phương Tây đã gây ra sự cố kỹ thuật với Nord Stream 1, ảnh hưởng dòng khí đốt từ Nga sang châu Âu. Theo phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh là ông Dmitry Peskov đã cho biết trong ngày hôm nay rằng không có gì cản trở dòng chảy khí đốt xuất khẩu từ Nga sang châu Âu qua đường ống Nord Stream 1, ngoại trừ những sự cố kỹ thuật do biện pháp trừng phạt từ phương Tây gây ra. Và như vậy, tuyên bố này đã được ông Peskov đưa ra một ngày trước khi Nga tiến hành ngắt hoàn toàn Nord Stream 1 trong 3 ngày kể từ ngày 31 tháng 8 để tiến hành bảo dưỡng một thiết bị bơm tại trạm nén ở Portovaya. Nord Stream 1 là đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga sang Đức qua khu vực biển Baltic, vận chuyển khoảng 55 tỷ mét khối khí đốt trong mỗi năm. Trước đây, vào ngày 27 tháng 7, lưu lượng qua đường ống này giảm xuống còn 33 triệu mét khối trong ngày, tương đương chỉ có khoảng 20% công suất mà thôi. Đại diện tập đoàn năng lượng của Nga là Gazprom trong cuối tháng 7 vừa qua cũng đã giải thích buộc phải giảm lưu lượng khí đốt đường ống qua Nord Stream 1 là do tuabin gặp sự cố kỹ thuật và cảnh báo còn nhiều tuabin khác cũng cần phải bảo dưỡng. Tập đoàn này cho biết rằng sau khi hoàn thành bảo dưỡng, các thiết bị bơm vào ngày 2 tháng 9 sẽ không xảy ra trục trặc đối với tổ máy nữa và hoạt động chuyển khí đốt qua Nord Stream 1 sẽ được khôi phục ở mức 33 triệu mét khối cho mỗi ngày. Liên Âu cũng đã cáo buộc Nga sử dụng nguồn cung cấp khí đốt làm vũ khí kinh tế, gây sức ép với phương Tây. Thế nhưng Mạc Tư Khoa đã bác bỏ điều này. Ông Peskov tuyên bố Nga sẵn sàng hoàn thành nghĩa vụ của mình về việc xuất khẩu khí đốt, nhưng các lệnh trừng phạt từ phương Tây đang cản trở quá trình bảo dưỡng và hoàn trả thiết bị như với các tuabin của Nord Stream 1. Điện Cẩm Linh cũng đã lên án việc một số lãnh đạo châu Âu kêu gọi cấm visa với du khách Nga. Sang qua bản tin tiếp nối cho biết rằng Đức và Pháp đã phản đối lệnh cấm visa với người Nga. Trong ngày hôm nay, Đức và Pháp ra tuyên bố chung phản đối việc đề xuất cấm cấp visa Schengen với công dân Nga, trong bối cảnh một số quốc gia đang thúc đẩy động thái này. Theo đó, truyền thông đã dẫn tuyên bố về lập trường chung của Đức và Pháp đối với việc đề xuất cấm cấp visa Schengen cho công dân Nga và đại diện một giới chức cho biết rằng chúng ta nên suy nghĩ về những biện pháp thông minh để tận dụng đòn bẩy quan trọng của việc cấp visa. Tài liệu này cũng nói thêm Liên Âu nên tiếp tục cho phép các cuộc tiếp xúc người dân trong khối cũng như là những người dân Nga không có liên hệ với chính phủ. Tài liệu khẳng định vẫn nên cho phép sinh viên, nghệ sĩ, các nhà khoa học và chuyên gia Nga tới Liên Âu. Đức và Pháp được cho là đã gửi tài liệu này tới các quốc gia thành viên Liên Âu khác trước thềm của cuộc họp các ngoại trưởng trong khối tại Prague. Tổng thống của Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã đề xuất Liên Âu cấm visa với người Nga như là một biện pháp để trừng phạt chiến dịch quân sự tại đây. Bên cạnh đó, Cộng hòa Czech là quốc gia đóng vai trò chủ tịch luân phiên của Liên Âu đã ủng hộ ý tưởng này. Trong khi đó, các quan chức các quốc gia khác như là Thụy Điển, Hy Lạp, Cộng hòa Cyprus thì lại phản đối ý tưởng và cho rằng lệnh cấm nên áp đặt có chọn lọc thay vì áp đặt với toàn bộ người Nga. Thủ tướng của Đức là Olaf Scholz trước đó cũng đã công khai phản đối ý tưởng dừng cấp visa cho người Nga trên toàn Liên Âu. Ông cho rằng cuộc xung đột Ukraine không phải là chiến sự của người dân Nga mà là chiến sự của ông Putin. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan là Marcin Brzezak cũng đã chỉ trích và nói rằng Thủ tướng Đức đã không đọc thông tin về sự ủng hộ to lớn từ người dân Nga với chính sách của Tổng thống Putin. Theo đó, một số quốc gia đã áp đặt các biện pháp hạn chế visa đối với người dân Nga. Phần Lan là quốc gia đã giảm số lượng cuộc hẹn phỏng vấn xin visa hiện có ở Nga và chỉ để khoảng 100 lịch hẹn cho mỗi ngày. Còn giới chức tại Litva trong khi đó thì đang tranh cãi về biện pháp
ngừng cấp giấy phép cư trú tạm thời cho người Nga và Belarus. Sang qua Trung Quốc, bản tin của chúng tôi cho biết rằng quốc gia này dọa đáp trả nếu Hoa Kỳ bán lô vũ khí trị giá 1,1 tỷ Mỹ Kim cho Đài Loan. Theo hãng thông tấn TASS cho biết rằng, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ vừa cảnh báo Bắc Kinh sẽ đáp trả mạnh mẽ và dứt khoát nếu Hoa Thịnh Đốn tiếp tục hợp tác quân sự với Đài Bắc. Theo phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn Lưu Bằng Vũ trong ngày hôm nay cho biết rằng Hoa Kỳ nên cần lập tức dừng các thương vụ vũ khí và liên lạc quân sự với Đài Loan, dừng tạo ra yếu tố có thể dẫn đến căng thẳng tại eo biển Đài Loan và tuân thủ tuyên bố không ủng hộ Đài Loan độc lập của Hoa Thịnh Đốn. Trung Quốc sẽ tiếp tục và có những biện pháp mạnh mẽ, dứt khoát nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Và theo đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã đưa ra bình luận sau khi trang Politico đã dẫn những nguồn thạo tin trong ngày 29 tháng 8 cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden có kế hoạch đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn thương vụ trị giá 1,1 tỷ Mỹ Kim cho Đài Loan. Các nguồn tin cũng nói rằng thương vụ này sẽ gồm có 60 hỏa tiễn diệt hạm phóng từ máy bay AGM-84L Harpoon Block 2 có trị giá khoảng 355 triệu Mỹ Kim và ngoài ra là 100 hỏa tiễn đối không tầm ngắn Sawinder Block 2 trị giá khoảng 85,6 tỷ Mỹ Kim cùng với lại kế hoạch tăng hạng radar trinh sát trị giá 655,4 triệu Mỹ Kim. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từ chối bình luận, trong khi đại diện hai ủy ban tại Quốc hội Hoa Kỳ vẫn chưa phản hồi về đề nghị trên. Ông Lưu cho rằng bán vũ khí cho Đài Loan là việc thể hiện sự vi phạm trắng trợn chính sách một Trung Quốc và các thỏa thuận ngoại giao khác giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn. Những thỏa thuận như vậy sẽ khích lệ phần tử ly khai và làm gia tăng căng thẳng tại eo biển Đài Loan. Trung Quốc suốt thời gian qua vẫn luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Sang qua Iraq, bản tin của chúng tôi cho biết rằng người biểu tình đã hưởng thụ trong phủ tổng thống. Hãng thông tấn AP đưa tin rằng đám đông biểu tình ủng hộ giáo sĩ Murtada Onsad đã xông vào phủ tổng thống Iraq và tận hưởng các tiện ích xa xỉ tại đây. Theo đó, các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra tại thủ đô Baghdad của Iraq trong ngày 30 tháng 8 sau khi giáo sĩ dòng Shiite quyền lực là Murtada Onsad tuyên bố dừng mọi hoạt động chính trị. Đám đông ủng hộ ông đã xông vào phủ tổng thống Iraq, trung tâm quyền lực nhất quốc gia và tận hưởng các tiện ích đầy xa hoa tại đây. Những hình ảnh và đoạn video trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình đã nhảy xuống hồ bơi để đùa giỡn, nằm giữa sảnh tòa nhà hay là ngồi tận hưởng trên những bộ bàn ghế đắt tiền trong phòng tiếp khách. Hành động này của những người biểu tình tương tự hình ảnh từ thủ đô Colombo, Sri Lanka vào tháng trước, khi mà đám đông phẫn nộ xông vào phủ tổng thống và văn phòng thủ tướng trong bối cảnh quốc gia này phải lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị. Các cuộc đụng độ vũ trang đã nổ ra ở Baghdad khiến cho 17 người thương vong, hơn 350 người bị thương. Giới chức an ninh cho hay các thành viên của Lữ đoàn Hòa bình, lực lượng dân quân do giáo sĩ Sharp lãnh đạo đã đấu súng với lực lượng an ninh Iraq có nhiệm vụ bảo vệ khu vực vùng xâm. Giáo sĩ này là một trong những lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng lớn nhất ở Iraq, dù không giữ bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ. Ông đã thu hút sự ủng hộ bằng cách phản đối Hoa Kỳ và Iran gây ảnh hưởng chính lên chính trị tại Iraq. Ngoài ra, có 73 nghị sĩ quốc hội thân với giáo sĩ Sharp này trong ngày 13 tháng 6 vừa qua đã từ chức, khiến cho liên minh các đảng do Iran hậu thuẫn và Thủ tướng Nouri al-Maliki dẫn dắt tăng lên 130 ghế trong quốc hội. Bế tắc chính trị giữa Sharp và các đối thủ dòng Hồi giáo Shiite chủ yếu được Iran hậu thuẫn và khiến cho Iraq rơi vào vòng xoáy bạo lực trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối phó để hồi phục sau nhiều thập kỷ chiến tranh, xung đột cũng như là nạn tham nhũng. Sang qua Indonesia, bản tin của chúng tôi cho biết rằng tỷ lệ ủng hộ ông Prabowo Subianto đã tăng mạnh. Theo tờ New York Times cho biết rằng, kết quả khảo sát do Trung tâm Khảo sát tại Indonesia công bố trong ngày 30 tháng 8 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại, đó chính là ông Prabowo Subianto, đã tăng mạnh lên tới 30,4%. Trong khi đó,
tỷ lệ ủng hộ của thống đốc tỉnh Trung Java, đó chính là ông Ganja Pranowo và thống đốc Jakarta Ines Bandesden, lần lượt là chỉ có 19 và 13%. Theo Trung tâm Khảo sát Indonesia, khả năng vận động tranh cử của ông Pranowo và Baswedan không cao. Chính vì vậy mà ông cũng không nhận được sự ủng hộ của các đảng phái chính trị đối với những công việc của mình. Và do đó, tỷ lệ ủng hộ hai chính trị gia này vẫn đang ở mức dưới 20%. Trong khi đó, thì ông Prabowo Subianto thì lại nhận được sự tín nhiệm của người dân. Và lý do lớn nhất mà ông được công chúng chọn đó chính là vì họ tin tưởng vị bộ trưởng quốc phòng này có khả năng giải quyết các vấn đề an ninh quốc gia và khủng hoảng lương thực. Khi được hỏi về lý do tại sao ba nhân viên trên làm ứng cử viên tranh cử, nhiều người cho biết họ dựa vào ba yếu tố là tôn giáo, đảng phái chính trị và các tổ chức quần chúng. Indonesia đã ấn định thời điểm tổ chức cuộc tổng tuyển cử là vào ngày 14 tháng 2 của năm 2024 nhằm chọn ra các vị trí tổng thống, phó tổng thống cùng các thành viên thượng viện và hạ viện. Và rồi tiếp theo đó thì cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức đồng loạt vào tháng 11 của năm 2024. Một lần nữa, mình Khoa xin phép tạm ngừng chương trình và sẽ quay trở lại ngay với những bản tin thế giới tiếp theo.